Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh cùng với cô Hân. Hôm nay chúng ta sẽ học cách thêm đuôi ed vào sau động từ chia ở thì quá khứ đơn như thế nào nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bài học. Now let's start. Cách thêm ed vào sau động từ. Ok, ở đây có 4 cách. Cách thứ nhất là thêm ed vào hầu hết các động từ. Ví dụ want, wanted, finished. Ok, thì lúc này ta chỉ việc thêm đuôi ed. Trường hợp thứ hai là đối với một số các động từ có đuôi e hoặc là hai chữ e, thì khi mà thêm đuôi ed thì ta chỉ việc thêm the và đằng sau. Ví dụ leap. Ok, ở đây mình chỉ thấy có một chữ e thì mình thêm the. Lead hoặc là agree. Đây có hai chữ e, mình thêm the agreed. Ok, trường thứ ba đó là với động từ có tận cùng là y dài thì có hai trường hợp xảy ra. Trường thứ nhất là trước y dài là một nguyên âm thêm ed như các động từ bình thường. Trường hợp thứ hai là trước y dài là một phụ âm thì ta sẽ biến đổi y dài thành y ngắn và thêm đuôi ed. Cụ thể ví dụ như sau, play là một từ có y dài đứng trước một nguyên âm, vậy ta chỉ việc thêm đuôi ed giống như là dạng các động từ khác. Nhưng đối với động từ worry thì đây kết thúc là một đuôi y dài, trước nó là một phụ âm, thì khi chuyển sang quá khứ đơn thì y dài sẽ chuyển thành y ngắn và thêm đuôi ed là worried. Ok, trường hợp thứ tư đó là một động từ có một âm tiết và tận cùng có một nguyên âm cộng với một phụ âm trừ h, w, x và y thì ta sẽ nhân đôi cái phụ âm cuối và thêm ed. Ví dụ land. Ok, hoặc là stopped. Ok, như vậy là mình đã xong cái cách thêm ed vào sau động từ. Sau đây mình sẽ đi vào phần bài tập. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần bài tập. Phần luyện tập thì quá khứ đơn đó là trong dạng đúng của các từ quá khứ đơn. Vậy dạng đúng của quá khứ đơn ở đây gồm có hai phần. Thứ nhất là các động từ chia ở dạng verb ed, tức là động từ có quy tắc, và dạng thứ hai là đối với động từ bất quy tắc. Ok, nào bây giờ mình sẽ đi vào từng từ một. Thứ nhất là meet là gặp. Đây là một động từ bất quy tắc nên khi chuyển sang quá khứ sẽ được viết thành là met. Động từ thứ hai là hẹp, là một động từ có quy tắc nên là ta sẽ thêm đuôi ed. Từ thứ ba đó là speak là một động từ bất quy tắc chuyển sang quá khứ là spoke. Số 4 là leave là một động từ có quy tắc và ở đây có đuôi e cuối cùng, ta chỉ việc thêm d, leave. Chuyển sang quá khứ sẽ trở thành là wrote. Study là một động từ có quy tắc. Study có kết thúc là một đuôi y dài và đứng trước y dài là một phụ âm. Khi chuyển sang thì quá khứ có quy tắc thì mình sẽ biến đổi y dài thành y ngắn và thêm ed. Cụ thể là study. Studied. Do là làm. Đây là một động từ bất quy tắc chuyển sang quá khứ sẽ chuyển thành là did. Do, did. Cry là một động từ có quy tắc
với đuôi y dài đứng trước một phụ âm. Vậy chuyển sang quá khứ, y dài sẽ chuyển thành cái y ngắn và thêm ed. Lúc này sẽ là bride. Bride, bride. Stand là đứng. Vậy ở đây là một động từ bất quy tắc. Khi chuyển sang quá khứ sẽ được viết thành là stood. Play là chơi. Đây là một động từ cũng có quy tắc. Đây là một động từ có đuôi y dài, nhưng trước y dài là một nguyên âm, nên khi mình chuyển sang quá khứ thêm ed một cách bình thường, mình sẽ viết là played. Ok, played. Nào bây giờ mình sẽ bước sang phần bên này. Ở đây là laugh, là cười, cũng là một động từ có quy tắc. Vậy khi chuyển sang quá khứ ta chỉ việc thêm đuôi ed, laughed. Put có nghĩa là đặt hay là để, là một động từ bất quy tắc. Khi chuyển sang quá khứ vẫn được viết là put. Quy tắc và kết thúc là một phụ âm đứng trước phụ âm là một nguyên âm, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này, trước khi thêm đuôi ed, ta nhân đôi chữ p và thêm ed, cụ thể là stopped. Buy là một động từ bất quy tắc, khi chuyển sang quá khứ sẽ thành là bought. Buy, bought. Drink cũng là một động từ bất quy tắc, nên khi chuyển sang quá khứ sẽ viết thành là drank. Drink, drank. Break cũng là một động từ bất quy tắc, khi chuyển sang quá khứ sẽ chuyển thành là broke. Break, broke. Build cũng là một động từ bất quy tắc, chuyển sang quá khứ sẽ chuyển thành là built. Yeah. Try là cố gắng. Đây là một động từ có quy tắc với đuôi y dài, là kết thúc là y dài đứng trước một phụ âm. Vậy ta sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm ed, cụ thể là try. Quá khứ sẽ là had. Và go cũng là một động từ bất quy tắc, chuyển sang quá khứ thành là went. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong 20 từ chia ở thì quá khứ đơn với hai dạng là verb ed và verb have. Bây giờ mình sẽ ôn tập lại một chút nhé. Ok. Meet, met, had, had, speak, spoke, live, lead, write, wrote, study, studied, do, did, cried, cried, stand, stood, play, played. Ok. Nào sang bên cột này. Laugh, laughed, put,
bought, drink, drank, break, broke, build, built, try, tried, have, had, go, went. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần bài này. Cách thêm đuôi ed đối với thì quá khứ đơn thì cũng không có gì khó đúng không? Quá là đơn giản. Và chỉ có 4, nhớ là có 4 cách thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng vừa luyện tập thêm các động từ bất quy tắc nữa. Bây giờ các bạn muốn nhớ nhiều về các động từ bất quy tắc và cách chia các động từ của quy tắc trong thì quá khứ đơn như thế nào thì các bạn hãy luyện tập theo bài tập cô Hân kèm cho mình dưới đây. Và cô Hân cũng có kèm theo một các danh sách các động từ bất quy tắc nữa nhé. Ok, có cả hình nữa, rất là thú vị. Nếu các bạn thấy video của cô Hân hữu ích thì hãy like, share để lan tỏa video của cô Hân tới nhiều người hơn. Và đặc biệt là bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký nhé. Thanks for watching.